Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mùng 1 động đất, mùng 2 cháy máy bay. Có lẽ chưa bao giờ Nhật Bản mở đầu năm mới bằng thiên tai nhân họa liên tiếp như năm nay. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển miền Trung Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km, cách thành phố Wajima thuộc tỉnh Ishikawa khoảng 50 km về phía tây. Trận động đất đã gây ra sóng thần cao tới 1,2 m tại một số khu vực ven biển. Sóng thần đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở các tỉnh Ishikawa, Niigata và Toyama. Theo báo cáo của chính phủ Nhật Bản, trận động đất đã khiến ít nhất 57 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và hơn 10.000 người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng tỷ USD. Chỉ sau đó một ngày, trong lúc hạ cánh xuống phi trường Haneda, chiếc Airbus A350 của hãng Japan Airlines JAL đã va chạm máy bay tuần duyên Dash 8 của cảnh sát biển Nhật trên phi đạo và bị bốc cháy. Không hiểu tại sao đài điều khiển thông lưu đã cho A350 đáp mà lại có chiếc Dash 8 ở trên phi đạo để xảy ra va chạm. Phi hành đoàn Dash 8 có 6 người, 5 người tử vong, còn một phi công 39 tuổi bị thương nặng. Toàn bộ phi hành đoàn 12 người và 379 hành khách trên chiếc A350 đều thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy và chỉ có 14 hành khách bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Reuters đã gọi đây là điều thần kỳ, nhưng các chuyên gia nói đó là do sự chuyên nghiệp của hai phi công và 10 tiếp viên hàng không. Họ rất bình tĩnh và chuyên nghiệp khi hướng dẫn gần 400 người đang la hét hoảng sợ thoát khỏi máy bay một cách kịp thời. Mở đầu năm mới không may mắn, nhưng sự chuyên nghiệp của người Nhật đã giúp giảm thiểu thiệt hại đáng kể. Hy vọng trong cả năm, họ cũng có thể dùng sự chuyên nghiệp của mình để đưa đất nước tiến lên, cho dù bối cảnh kinh tế đang trì trệ, đồng tiền mất giá so với các ngoại tệ chính. Tính đến ngày 2 tháng 1, số nạn nhân thiệt mạng sau loạt động đất mạnh làm rung chuyển bán đảo Noto thuộc Nhật Bản đã tăng lên 57 người. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết còn rất nhiều tòa nhà cũng như cơ sở hạ tầng khác bị hư hại. Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng mùng 2 tháng 1, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận mức độ thiệt hại là rất lớn khi có nhiều người thương vong, nhiều ngôi nhà bị sập và cháy. Ông Kishida nhấn mạnh cứu người là ưu tiên hàng đầu và đang chạy đua với thời gian. Trong bối cảnh đội cứu nạn cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận khu vực hứng chịu động đất. Giới chức Nhật Bản cho biết, ngoài hơn 200 công trình kiến trúc tại tỉnh Ishikawa bị thiêu rụi, trận động đất 7,6 độ Richter cùng hơn 155 dư chấn đã làm hư hại nhiều công trình kiến trúc tại các tỉnh Niigata, Toyama, Fukui và Gifu. Nhiều đường xá bị phá hủy, trong khi hơn 33.000 hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho loạt động đất nghiêm trọng vừa qua là trận động đất ở bán đảo Noto năm 2024. Đài NHK dẫn nguồn cơ quan thông tin không gian địa lý GSI của Nhật Bản cho biết trận động đất 7,6 độ Richter nói trên có thể đã khiến đất liền ở thành phố Wajima dịch chuyển nhiều nhất, khoảng 1,3 mét về phía tây. Trong khi đó, đất ở thị trấn Anamizu dịch chuyển khoảng 1 mét và ở thành phố Suzu dịch chuyển 0,80 mét về phía tây. Một điểm quan trắc ở khu vực Notojima của thành phố Nanao ghi nhận dịch chuyển 0,6 mét về phía tây bắc hướng ra biển Nhật Bản. Một số vùng đất lân cận cũng dịch chuyển vài cm. Tình hình các tỉnh miền Trung Nhật Bản sau cơn địa chấn. Theo thông tấn xã Việt Nam, tỉnh Ishikawa nằm ở tâm chấn là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất, với hơn 100 ngôi nhà ở thành phố Wajima bị cháy và rất nhiều ngôi nhà ở thành phố Kanazawa đổ sụp, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Nhìn từ hình ảnh trên máy bay trực thăng, đài NHK ghi lại sáng ngày 2 tháng 1 cho thấy lửa đã bùng lên ở nhiều nơi trong thành phố Wajima ở tỉnh Ishikawa, khói trắng bốc lên trên diện rộng. NHK dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa địa phương cho biết thêm hơn 100 tòa nhà, trong đó có nhiều cửa hàng bằng gỗ xung quanh phố Asaichi, nổi tiếng ở trung tâm Wajima đã bị cháy. Ngoài ra, hầu hết các con đường dẫn đến thành phố Wajima đã bị phá hoại sau trận động đất, không thể đi lại gây cản trở cho công tác cứu trợ cứu nạn. Trong khi đó, tại Kanazawa, thành phố lớn nhất tỉnh Ishikawa, người ta cũng chứng kiến cảnh đổ nát khi nhiều ngôi nhà bị lật và đường xá bị sụt lún hoặc bị cắt đứt bởi động đất mạnh. Chiều mùng 1 tháng 1, một trận động đất có độ lớn 7,6 đã làm rung chuyển bán đảo Noto,
thuộc tỉnh Ishikawa và các khu vực duyên hải ở miền trung của Nhật Bản. Hàng nghìn nhân viên quân đội, lính cứu hỏa và cảnh sát trên khắp Nhật Bản đã được điều động đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở bán đảo Noto, thuộc tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ cứu nạn đang bị cản trở do đường xá bị hư hỏng nặng và bị tắc nghẽn. Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền trung Nhật Bản gây tổn thất lớn về người và tài sản. Ngày 2 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko. Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra. Ông Phan Tiến Hoàng, Bí thư thứ nhất trưởng ban quản lý lao động Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam cho biết, sau khi trận động đất xảy ra, ban đã lập tức liên hệ với chính quyền những địa phương bị ảnh hưởng thiên tai, có lao động Việt Nam làm việc. Theo thông tin ban đầu, một số nhà dưỡng lão ở tỉnh Niigata có thực tập sinh Việt Nam làm việc đã được sơ tán lên vùng cao lánh nạn để đề phòng nguy cơ sóng thần. Ngoài ra, Ban Quản lý Lao động Việt Nam đang xác nhận thông tin liên quan đến lao động người Việt tại các khu vực khác, trong đó đặc biệt là tỉnh Ishikawa, nơi có nguy cơ sóng thần cao nhất. Bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hiện cũng đang liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng động đất để xác nhận thông tin liên quan đến an toàn của người Việt tại các khu vực này, sẵn sàng thực hiện công tác bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Chia sẻ những thiệt hại do loạt trận động đất mới gây ra tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho quốc gia đồng minh thân cận. Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ chia sẻ với chính phủ và người dân Nhật Bản, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự đoàn kết với Nhật Bản và đề nghị cung cấp hỗ trợ cho quốc gia Đông Bắc Á. Theo thông tấn xã Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả của trận động đất. Trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á này thông báo nước này đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ Nhật Bản bằng mọi cách, khẳng định sự đoàn kết với Nhật Bản trước những thách thức chung mà các nước thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương phải đối mặt. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bày tỏ sự đau buồn đối với nạn nhân và gia đình nạn nhân sau trận động đất. Trong thông điệp ngày 2 tháng 1 gửi đến Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hỗ trợ Nhật Bản khắc phục hậu quả do trận động đất gây ra. Trung Quốc cũng bày tỏ đau buồn trước thiệt hại về người và tài sản mà động đất gây ra. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Wang Wenbin cho biết Trung Quốc gửi lời chia buồn và sự cảm thông đến những người thiệt mạng cũng như thân nhân của họ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người mặt và tài sản mà Nhật Bản vừa phải hứng chịu sau trận động đất xảy ra hôm 1 tháng 1 vừa qua. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Florencia Sotonino cho hay Tổng thư ký Antonio Guterres rất đau buồn khi nhận được thông tin tổn thất về người và tài sản do trận động đất gây ra. Ông bày tỏ tình đoàn kết với chính phủ và người dân Nhật Bản. Đồng thời, người đứng đầu Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.